tôi gặp bỏ những cái số này, có nghĩa là sau khi đóng sổ rồi mà còn nhiều người rất là thương tình lại cho thêm, cho nên là gặp số đó rồi viết thêm số khác, rồi lại viết thêm số khác, cho nên cái số cuối cùng là 42.810 đô. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
một cái này cho nó dễ đi. Bây giờ 1.500.000 người nào trả 1.500.000 mua, khỏi có cho mấy người khác tranh giành làm gì. 1.500.000 có ai không? Anh Trí suy nghĩ cho nó kỹ. Anh Trí coi như tay mình hết đây, là bây giờ là vào phút quyết định đây anh Trí. 1.500.000 đó là bán đó nha. Cái này rất là hiếm, coi như mình không có đâu. 32 tờ 2 đồng, 64 đồng đây. Đem về khỏi cần cắt, tôi cho thêm một cái hộp luôn, mà tôi có tặng thêm một tờ 2 đồng thiệt luôn. Bảo đảm tiền này không phải tiền giả, bảo đảm cho phần trăm. 1.500.000 có ai không? Dạ. Yeah. Ok, what about 400, 1.200? Let's go. 14, 1.200. 1,200. 1.200 đồng. 1. Bao nhiêu anh? Xin lỗi, bao nhiêu? 1.400 không? 1.500. 1.500 chứ. 1.200, phải là 1.300. Đó đưa 1.200 rồi. 1.300. I think we can sell like 1,300 we have right now, everyone. 1.300. 1. 2. 1.300 vậy là 1.400. 1. Tôi nói là 1.500 là mua, khỏi có mắc công, khỏi có tranh giành với ai hết. Nói 1.500 là xong nè. Mình phải nhớ cái này 64 đồng là tính 100 đồng rồi á. Do mình trả 1.400, 100 này nữa 1.500. Let's go. 1.400. Có ai muốn nói 1.500 không? 1. 1.500 thấy chưa? Bây giờ tôi đếm cho nó lẹ. 1, 2, 3, 6. Rồi bây giờ tôi mời anh ca sĩ Trần Hoàng Nam lên. Oh,
con, đời con hư không. Dù hết tình này nhưng ta chả được. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
núi lòng chiều dài đêm đêm vẫn ngàn người. Hôm nay em tới 15 mà sao xa xăm ngọt hơn hương phèn. Ân tình nhớ nhớ ân tình thật người một người người chẳng dám yêu. Nhìn em hai đứa một đời mà sao không dám xin một lời yêu. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều, quý vị có thích thằng Bờm đúng không ạ? Yeah!